Cho nên là sáu chú quỷ sứ này là đã lớn rồi, chỉ có ăn và đùa thì suốt ngày. Cho nên là 9 tháng 7 năm 2016 đây là màn biểu diễn võ nghệ của những đồ vật nhí và đồ vật nước hiền. Đấy. Chuẩn bị. Tôi quen là nhìn ngoái ngoái cái đuôi là tôi biết là sắp bùa đấy, biết ngay. Thì thuộc họ nhà hổ. Hổ trước khi bùa mồi bây giờ phải đập đuôi một cái. Ngoái là sắp rồi. Đấy. Vâng.